Đây các bạn ơi, mình cho các bạn xem các mẫu hoa nước hoa nội chung. Nhà mình có rất nhiều các mẫu nước hoa nội địa chung nhé. Giá từ 30.000, 50.000, 70.000, 80.000. Đây, mẫu nước hoa vàng này, nước hoa vàng của Cardi này. Cái này dung tích của nó là 30 ml. Mà cái chai này mình bán ra là 40.000 một chai các bạn nhé. Đây là nước hoa Cardi này, nước hoa Cardi nữ này. Nước hoa Cardi nữ này hương thơm ngọt, được lưu hương được 4 5 giờ dạng xịt các bạn nhé. Đây dạng xịt này, hương rất là thơm. Cái này chai của nó dung tích là 50 ml. 50 ml nước hoa Cardi, các bạn hay gọi là nước hoa hay chân đấy. Nước hoa này như shop mình đang bán là 40.000 một chai như này, 50 ml. Còn đây là chai nước hoa hit, 500 hit này. Đây mình cho bạn xem cái nắp hit của nó này. Chai nước hoa râu này. Nước hoa này thơm, hương thơm ngọt mát. Dung tích của cái này là 50 ml luôn. Chai này thì 80.000 một chai này. Yên can này, yên can nước hoa này thơm lắm. Thơm giống như là kẹo ấy. Thơm như kẹo ngọt ấy. Còn nước hoa xích này thì chắc các bạn nhiều bạn biết rồi. Các bạn nào dùng cái xịt sữa tắm xích rồi thì sẽ biết cái này, nước hoa xích này, Tesoli này. Tesoli hàng nội địa chung, hương thơm tươi mát lắm. Hương, à cái này là hương thơm ngọt. Cái Tesoli này hương thơm ngọt lắm. Còn đây Coco này, hoa thơm mát là cho nữ và cho nam này. Chai đỏ cho nữ, chai trắng cho nam, đen là cho nam này. Mùi hương thơm thì cái này là hương thơm tươi mát. Mình còn rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm khác nhá. Hôm sau mình sẽ lên video về giới thiệu các sản phẩm cho các bạn xem nhé. Nhiều bạn nhà mình có rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm. Ở đây là cái kho ở nhà mình nhá, còn một cái kho ở cửa hàng nữa cơ. Mình còn một cái shop nữa. Thì lúc nào mình sẽ cho các bạn xem các mẫu ở shop luôn nhá.